Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thành tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà, ngày hôm nay thì Lê Trung lại tiếp tục cùng với cả nhà mình, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm vong linh đang vất vưởng đó khác lạnh lẽo trên cái cõi ta bà này để giúp đỡ ha cả nhà. Thì như ở trước màn ảnh nhỏ mà quý ông bà cô chú anh chị mình đang nhìn thấy đó, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái ngôi chùa hoang cả nhà. Thì cái ngôi chùa hoang này cũng khá là lâu rồi, Lê Trung mới quay trở lại đây. Và lần gần đây nhất mà Lê Trung đến đây là vào ngày hôm qua. Thì Lê Trung có đến đây, Lê Trung cũng có gặp được một cái vị vong linh nữ, một cái vị nữ danh nhân. Nhưng mà do là trong quá trình làm ăn đó cả nhà, thì cái vị vong linh đó kiểu như là cũng còn sân si, kiểu như là tham lam, bị đối tác hãm hại gì đó. Rồi cái vong linh nữ này mới cũng tìm cách thuê thầy bà gì đó để làm bùa làm ngải để hại ngược lại đối tác. Nhưng cuối cùng thì hại qua hại lại xong, rồi cuối cùng thì lại bị chính những cái ông thầy pháp sư mà cô ta thuê nhờ để mà làm bùa làm ngải để hại người đó lại hại chết. Thì thông qua cái câu chuyện đó thì Lê Trung cũng đã có đưa ra rất là nhiều những cái thông điệp. Thì cũng mong rằng những cái thông điệp của Lê Trung có thể giúp ích được cho quý ông bà cô chú anh chị phần nào trong cái cách đối nhân xử thế cũng như là trong cái công việc làm ăn đó. Thì ngày hôm nay Lê Trung tiếp tục quay trở lại cái ngôi chùa hoang này đó. Thì cũng vì một lý do, đó là ngày hôm qua sau khi đi về xong đó cả nhà, thì Lê Trung lại nhìn thấy ở trong đây nó có xuất hiện, nó vẫn còn âm khí và oán khí nó xuất hiện ra tại đây. Thì nói chung thì chắc có lẽ là vẫn còn vong linh ở đây. Thì ngày hôm qua thì Lê Trung cũng quên hỏi ở chỗ vong linh nữ đó là có vong linh nào hay không, còn đang ở tại ngôi chùa này hay không. Thì ngày hôm nay khi mà Lê Trung mới vừa tới đây thì Lê Trung thấy có một cái luồng oán khí nó tích tụ về đây rất là dữ luôn cả nhà, rất là nhiều luôn. Lê Trung nghĩ là nếu có vong linh thì cái vị vong linh mà đang trú ẩn ở trong đây thì chắc sẽ có một cái quan tình quốc hận rất là lớn, một cái quán hận rất là cao đó, cho nên mới tôi tích tụ cái quán khí về nó nhiều đến như vậy. Thì để biết rõ được cái vị vong linh đang ở trong đây có cái nỗi quan tình quốc hận gì, thì bây giờ Lê Trung cũng kính mời cả nhà cùng với Lê Trung, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trong cái ngôi chùa hoang này để chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ngày hôm nay ở tại cái ngôi chùa này, thứ nhất là chúng ta có đủ duyên được với cái vị vong linh nào hay không, thứ hai nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu chuyện tâm linh trên cái vong linh mang nhiều cái oán hận này là gì, để cho chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm lại và chúng nhau cùng nhau rút ra cái thông điệp để chúng ta có cái cuộc sống nó tốt hơn nha cả nhà. Dạ rồi, thì để không mất nhiều thời gian của quý cả nhà nữa, thì bây giờ Lê Trung kính mời cả nhà cùng với Lê Trung, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong ha cả nhà. Cái ngôi chùa hoang này thì bỏ hoang rất là lâu rồi, cho nên hiện tại thì cả nhà mình thấy nó rất là rậm rạp và những cái phần mái tôn đồ này kia thì nó cũng đã mục dần theo năm tháng rồi. Phía trong đây là chánh điện, thì cái chánh điện này cũng còn khá là nhiều những vật dụng từ kinh sách đồ này kia nè cả nhà. Đây là những cái Phật pho tượng đồ này kia. Sau khi một vị cư sĩ ở đây mất thì tất cả những vật dụng ở đây thì cái nhà mình cũng vẫn còn nguyên si ở đây. Thì trước đây thì cũng có một số Phật tử đến đây để mà làm công quả đó, thì cũng có dọn dẹp sơ lại. Nhưng họ thì không có ai ở đây, tại vì kiểu như là không có trụ trì hay sao đó mà họ cũng bỏ đi hết luôn. Họ đi đến những ngôi chùa khác, họ tá túc rồi họ làm công quả, họ tu tập ở tại đó. Đây thì đây là cái bàn của Quyền Thất Tổ đó.
Ở phía sau này thì là cái nơi để nghỉ ngơi, ăn uống rồi này kia. Như cái nhà mình thấy chén bát này vẫn còn để. Thấy có cái luồng quang khí nó tích tụ về nhiều lắm mà sao kỳ, không thấy giống ta. Phía dưới này thì là cái nhà bếp. Phật cười, Phật Di Lặc. Ở đây thì có hai cái dãy phòng nữa, hai cái phòng gì trời, cái nhà mình nghe gì không cả nhà? Trời trời, nổi da gà luôn nội ơi. Ai vậy? Xin chào. Ôi trời. Ai đang rên rỉ vậy? Giỡn ốc cục hết trơn trời. Dạ xin chào á. Cho hỏi là vị nào đang đang rên rỉ vậy? Có thể là hiện nguyên hình đó để giao tiếp với tôi để tôi có thể giúp đỡ được cho các vị không ạ? Xin chào. Đâu mà trời. Tôi đến đây thì tôi chỉ muốn giúp đỡ cho các vị được no ấm thôi, chứ tôi không có đến đây để làm hại các vị đâu. Đâu trời. Có quan tình quốc hận gì có thể xuất hiện ra để giao tiếp với tôi đi. Nghe tiếng thấy ghê vậy trời. Bây giờ tôi đến đây thì tôi chỉ muốn giúp đỡ cho các vị thôi. Nếu mà thật sự đang có một cái vấn đề gì đó khiến cho các vị đau khổ á, thì các vị có thể xuất hiện ra để cho tôi giúp đỡ cho đó. Được không ạ? Trời. Nghe tiếng rên cái muốn tè ra quần luôn. Dạ xin chào. Từ từ.
Thì các vị, tôi biết thì chắc có lẽ là các vị đang rất là đau khổ bởi một vấn đề gì đó. Thì nếu được thì bây giờ hãy hiện nguyên hình ra để gặp tôi được không ạ? Tôi đến đây thì chỉ muốn đi giúp đỡ thôi, chứ tôi không có làm gì bất cứ điều gì để mà khiến cho các vị phải phải đau khổ đâu. Xin hãy xuất hiện ra đi. Đâu vậy trời? Bên đây không thấy, bên kia cũng không thấy luôn, là sao? Sao mà khóc rên rỉ nghe thấy ghê quá vậy? Tôi nghĩ là chắc các vị chưa tin tưởng ở tôi thì thôi, bây giờ để tôi sẽ bày một cái mâm lễ ra nha. Tôi bày một cái mâm lễ ra rồi tôi sẽ cúng cho các vị, rồi các vị cứ xuất hiện ra để các vị hưởng đi. Rồi sẽ bước được là biết được là tôi chỉ đến đây tôi giúp thôi, tôi không có đến đây để phá các vị hay là làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới các vị đâu. Rồi, bây giờ để Lý Chung sẽ đặt cái bàn lễ ra đi cả nhà. Nghe rền thấy ghê quá, nó cục nó nổi giận giận. Dòng này bị cái gì mà rên cái ghê quá, nghe tiếng rên cái muốn sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khắc lạnh lẽo vất vưởng trong cái cõi ta bà này, thì con cũng mong các ngài công hoan hỷ cho các vị vong linh nào đó hiện tại đang ở trú ngụ trong cái căn gia, trong cái ngôi chùa hoang này, xuất hiện ở đây để nhận hưởng những cái phần lễ này để con có thể giúp đỡ cho họ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mm-hmm.
Mình tôi buồn, mình tức, mình khóc. Mà hả? Có gì mà đồ ăn gì lùng nha lùng nhung ở đây gì hết vậy? Đang cái lúc mình nhớ là cái thời điểm lúc trước á, mình hận những người đàn ông đó đó, nó ra tay sát hại mình. Mình khóc quá trời luôn à. Mà ở trong đây nè, hoang vắng như nào giờ có ai vô đây đâu. Sao mà bà vẽ ra dữ dằn vậy cả. Mà thôi kệ đi, không có biết là ai bài ra hết á, miễn là mình có cái ăn, mình không có đói là được rồi. Tính ra mình tới đây mình ở cũng được 20 ngày rồi đó chứ. Mà mình đâu có thấy ai tới đây đâu. Sao tự nhiên nay có người ta vô đây ta? Ta vô người ta làm gì? Người ta phá đây hả? Mà chắc không có phá đâu. Ta vô đây người ta còn biết điều, người ta cho mình ăn gì mà phá cái gì? Mà tính ra được như vậy thì ngon lắm chứ. Mình cũng dái từ giờ cháu đi á, là mình gặp được đồ ăn thường xuyên vậy nè, để mình ăn hoài luôn, mình không có đói đâu khác nữa. Này chịu sự đói khát giờ á là ta không có đói nữa đâu, ta no rồi.
Xin chào. Ê, gì vậy? Vô đây làm gì? Tôi cúng đó. À, tính giả giờ cho đi cúng rồi á, bày đặt A Tòng với cái lũ của cái quân giết người kia vô đây tính hai đời nữa hả? Hám hiếp nữa hả? Đâu có đâu, tôi vô đây tôi tiện giống tôi cúng thôi mà, tôi đâu có làm gì đâu. Chứ một á là vô đây phá, còn hai á là giống như những người kia á vô đây ức hiếp tôi nữa hả? Tôi á không có chịu đâu, tôi không bỏ qua đâu nha. Tôi có đâu, tôi vô đây tôi cúng cơm đó, cái cơm đó với bánh là tôi cúng thiệt, tôi cúng. Có ý gì? Không có ý gì hết. Nói mau. Cúng giúp cho nó, đừng đưa về chỗ tu. Tại biết đang trước đây là đang tu với thầy phải không? Thầy đây nè, hồi trước không? Ở đây có ông thầy. Thầy nào? Ông tu sĩ á. Không có biết. Không phải hả? Không có biết ông thầy nào hết á. Ủa vậy tới đây lâu chưa? Chỉ thấy được cái ngôi nhà này im rồi vô đây ở được 20 ngày thôi, chứ không có thầy nào trong đây. Thôi nếu mà có thầy ở trong đây thì đâu có quan tàng gì đâu. Không có, để nó nghe nè, tại vì thầy hồi trước là thầy ở đây thầy tu, nhưng mà thầy diễn tạch rồi. Rồi trước đây thì thầy cũng có đem dông về đây để tu á, để cho dông tu cũng đi đầu thai đó. Rồi thầy mất rồi cái dông đi tùm lum hết trơn, lâu lâu mới về. Rồi tôi đến đây rồi cái tôi giúp cơm nước bánh trái cho ăn xong rồi tôi đưa về chùa tiếp tục tu. Có thiệt không? Thiệt. À. Chứ tôi nói giống dông tôi làm gì, tôi đâu có lợi ích gì đâu. Chứ tưởng đâu vô đây phá là tới số liền nghe chưa? Tự nhiên đi vô đây phá mà đem cơm thì cơm ngon chết mà thấy không? Cơm nấu mua nóng hổi luôn với bánh đó. Để, tự nhiên đi phá mà đem nó theo chị. Ờ. Mà nhờ ông nói tôi cũng mới biết. Chứ tôi đâu có biết ông thầy nào. Vậy là cái nhà này ở đó của ông thầy đó hả? Ừ đúng rồi, ông thầy đó, ông thầy tốt lắm, ông tốt lắm. Ông đưa dông về đây, ông cho dông ở đây rồi ông cúng kiến rồi này kia cho dông ăn rồi ông giúp cho dông tu hành rồi nhiều lắm. Và không may là ông giáng số, ông mất sớm. Thì ra là vậy. Chứ tôi không có biết. Nào giờ tôi thấy tự nhiên á cái có cái nhà này sao mà nó im quá à. Vừa che mưa nè, vừa che nắng nè, vừa che gió nữa. Ôi ôi, ở đã thiệt. Nhưng mà chỉ tiếc là dơ quá. Chứ có không, ai đâu dọn dẹp mà không dơ. Có ai dọn dẹp á, dơ quá à. Nhà quan mà nghĩ không dơ. Nhà quan mà đồ sạch như nhà người ta còn đang ở thì sao được. Rồi hồi nãy tôi vô đây tôi nghe có tiếng gên đó là của dông đó hả? Của tôi chứ của ai. Ủa sao gên thì nghe thấy ghê vậy? Tôi á. Cho lại ngồi nói chuyện xíu nghe được không? Được. Tôi bị mất quan. Rồi tôi nhớ con tôi. Tôi tiếc thương, tôi khóc vậy đó. Chết quan hả? Phải. Ồ, rồi đi tới đâu khóc tới đó vậy đó hả? Chứ gì nữa. Trời. Tôi không biết con bây giờ nó làm sao nữa. Rồi khóc vậy rồi. Lỡ người dương người ta nghe người ta xỉu hay sao? Tôi nghe, tôi nãy tôi còn rỡ tóc gái mà. Thì kệ họ chứ. Tôi đâu có làm hại gì họ đâu. Tôi chỉ khóc tôi tiếc thương con tôi thôi chứ. Vậy là không có cố tình để mà hại người dương ha? Không, tôi đâu có hại ai đâu. Ủa mà không biết là cô tiếc thương cái gì rồi cô quán hận cái gì mà sao mà cô rên nghe gì đâu mà ghê quá. Sao không, hai mẹ con của tôi đều bị hại hết đó. Bị hại hả? Là hại là hại như thế nào? Hai mẹ con tôi hồi đó chồng của tôi đi ngoại tình. Rồi lấy giấy tiền tờ nhà đó bán hết luôn cho người tình, cung phụng cho người tình. Rồi bỏ hai mẹ con tôi sức sơ sức sở gì đó. Rồi đâu có nhà cửa gì ở đâu. Hai mẹ con tôi mới đi bán vé số ngày này qua ngày nọ vậy đó. Rồi mới thuê được cái căn nhà chòi ở ngoài đồng của người ta không có ở nữa, người ta cho mướn ở lại nhưng mà rẻ lắm.
Hồi hai mẹ con tôi ta túc ở trong đó, ban ngày thì đi bán vé số, còn ban đêm thì về đó ngủ. Thấy vắng vẻ vậy cũng sợ lắm, nhưng mà mình hoàn cảnh nghèo mình phải chịu thôi. Rồi từ đó tôi đi, tôi bán vé số, tôi nuôi con tôi tới lúc nó 14 tuổi luôn. Mà tôi thương như nó dữ lắm. Tôi đâu có tiền của bạc gì đâu mà cho nó đi đi học. Ba ngày nào thì về hai mẹ con đủ chi tiêu ngày đó à. Nếu mà lấy nhiều bán thì đâu có hết đâu. Cho nên lỗ mấy lần rồi, cho nên nó bán hết đất không à. Tôi đi bán tới đâu thì tôi cũng dẫn con tôi theo đó vậy đó. Bữa đó tôi tới cái quán nhậu, hai mẹ con tôi tới đó bán cho cái bàn đó cũng có mấy người người ta ngồi nhậu đó. Bữa đó tôi mời vé số, rồi người ta không có mua. Rồi tôi tính giáp con của tôi đi qua bên đó, cái quán bên kia. Mà mấy người đó mới kêu lại, tôi tưởng đâu là mua không à. Rồi tôi mới chìa vé số ra, tôi mời lại một lần nữa. Rồi mấy người đó nói, trời ơi, đi bán cái số mà dắt con theo vậy, mà nhìn đứa con sao ngon quá vậy. Con mẹ sao mà nhìn nó còi mằn tàn tạ, mà sao con á, nhiêu tuổi rồi gái. Con tôi nó cũng trả lời là con 14 tuổi rồi chú ơi. Rồi mấy người đó cứ chọc ghẹo nói, trời ơi, 14 tuổi rồi hả, mà sao á, cơ thể phát triển phóng phao dữ vậy. Ôi, dòng nào ra dòng nấy, nhìn nó ngon, nó đã dữ lắm, chắc ngọt nước dữ lắm à. Cái này mà ăn một cái ha, chắc nó đã. Tôi mới nghe vậy á, rồi tôi mới nói lại, nói mấy anh á, em mời mấy số mấy anh á, mấy anh mua thì mua, còn không mua thì đừng có nên ghẹo chọc như vậy. Hoàn cảnh của em nó đáng thương lắm, nó học với ba. Với lại em đi tới đâu em cũng dẫn nó theo hết, vậy mà mấy anh không thương mà mấy anh cứ ghẹo hoài. Thôi vậy để em mới dẫn con em đi qua chỗ khác. Rồi mấy người đó mới nói, làm gì dữ hả? Ta ghẹo chút thôi làm gì dữ hả? Trời ơi, làm qua thì cho người ta hái, làm gái thì cho người ta ghẹo. Là bình thường thôi, mà làm gì cọc hả? Trời ơi, đủ thứ nghèo mà kìa. Mày á, mẹ con mày á, coi chừng tao đó. Lúc đó thì mấy người nó cũng sỉnh rồi. Rồi cái họ chửi hai mẹ con của tôi là đồ này đồ kia đủ thứ hết trơn á. Mà tôi cũng không có chấp nhất gì với đấy. Lại mấy người mà chỉnh sai, tôi mới dẫn con tôi qua cái chỗ quán bên kia kệ bán. Mà nhờ trời Phật cũng đổ, tôi với con tôi cũng bán được hết rồi. Con tôi á, nó thèm cái bịch bánh tráng giò đi. Rồi tôi cũng dẫn đi về gần tới nhà á. Tôi nói thôi con đi về vô nhà trước đi, để mẹ đi ra cái quán ngoài này nè, mẹ mua cho con một bịch về con ăn. Rồi tôi mới đi đó chứ, tôi đi ra đó tôi mua một bịch bánh tráng á. Rồi tôi mới đi về tôi cho con tôi nó ăn. Mà về á, là ập vô mắt tôi là một cái cảnh tượng hãi hùng lắm. Cảnh tượng gì? Là ba người đó đó, ba người mà họ chịu chọc ghẹo mẹ con tôi đó. Là đang đè đứa con tôi gá hãm hiếp. Trời ơi. Trời ơi, nó khóc, nó than, nó la dữ lắm. Rồi tôi về tôi thấy vậy đó. Rồi tôi lấy cây á, tôi quơ, tôi đập quá trời luôn. Tôi thấy con tôi vậy đó. Trời ơi, tôi khóc, mà tức dữ lắm. Tôi cuốc cái sao mà trúng đầu được á một người. Rồi cái người đó ôm đầu xuống đất á, rồi lăn lăn lộn lộn vậy đó. Hai người kia ở trần ở truồng vậy đó. Rồi thấy tôi á vậy đó, cái nhào vô giật cái cây của tôi ra, rồi đè tôi xuống, xé đầu xé đạp của tôi ra, rồi hãm hiếp tôi nữa. Rồi cái người nằm ở dưới đất đó đó mới tỉnh dậy nha. Rồi ba người đó, thay phiên nhau đè hãm hiếp hai mẹ con tôi luôn. Trời. Tôi lời là dữ lắm, cái coi có hàng xóm người ta lợi cứu không,
nhưng mà không ai cứu hết trơn á. Tôi không biết đó sao mà hai mẹ con của tôi khổ vậy đó. Rồi tôi chọi, tôi đạp, tôi giải dụa dữ lắm. Sao mà tôi đạp được ngay cái thằng nhỏ của cái người đó đó. Ừ. Và cái người đó mới điên tiết lên á, mới tán tôi mấy bập tay vậy đó. Ừ. Rồi ba người đó đó, mấy nóng quá, mới càng hãm hiếp hai mẹ con tôi thêm nữa. Ừ. Mà lần này á, thì cái người đó đó vừa hãm tôi mà vừa bóp cổ tôi gì nè. Ừ. Rồi ngồi tôi thở có được đâu, tôi trong vậy nè, tôi trợn mắt đó, trợn tròng lên vậy đó, rồi tôi mất luôn. Từ lúc mất đó tới giờ mới qua mang nhiều cái nỗi oán hận vậy đó hả? Phải, tôi hận những người lớn lắm. Ừ. Rồi cô tên gì? Tôi tên là Kim. Rồi lúc đó cô được bao nhiêu tuổi rồi? Hồi lúc đó tôi 33 tuổi rồi. Ừ. Rồi cô mất cách đây lâu chưa? Này, cũng được 7 năm rồi. Ừ. Rồi sau khi mà cô mất đó thì những cái thanh niên mà hại ra đời của cô và con cô đó thì có bị xử lý không? Có sao không? Ừ. Đã giết tôi mà làm sao mà thoát được? Ừ. Thôi thì bây giờ tôi nói như vậy nè. Nói chung á là như cái hoàn cảnh của cô thì nó rất là đau khổ tôi biết. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là tuy rằng là cô đau khổ nhưng mà cô á là phải cứng rắn lên. Đừng mà cô đi về chùa để cô tu hiền tu lành đó, cô tu là học Phật học pháp để cô đi đầu thai. Chứ cô mà cứ đau khổ như vậy rồi cô ôm giữ cái oán hận, cái uất hận của mình, cái hận thù của mình, rồi cô tích tụ cái oán khí lại, cô không đi đầu thai được, thì như vậy sẽ làm cho cô càng ngày nó càng khổ thêm, chứ không có được ích lợi gì cả đó. Nếu bây giờ cô buông bỏ được tất cả những cái oán hận thì cô mới đi đầu thai được đó. Mà để buông bỏ được thì là đi về chùa cô tu hành mới được, mới buông bỏ được đó. Thì ngày hôm nay tôi đến đây thì như tôi cũng có nói với cô rồi đó, thì tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ cho cô có được một bữa ăn cho nó ngon lành, cho nó đầy đủ no ấm. Rồi tôi cũng mong rằng tôi có thể giúp cho cô đi về chùa để cô tu, để cô có thể là sớm ngày tích đủ phước đức để đầu thai trở lại một, làm lại một cái kiếp người mới, nó được là hạnh phúc hơn, nó được viên mãn hơn. Chứ còn bây giờ cô mà cứ như thế này hoài, rồi mà lỡ mai gặp các cái tay pháp sư mà hay là bắt vong linh ma quỷ để về luyện bùa luyện ngải đó, thì sẽ khiến cho cô rất là đau khổ và sẽ khiến cho cô hồn siêu phách tán, không có thể nào đi đầu thai để làm người lại nữa. Cô hiểu ý tôi nói không? Tôi hiểu rồi. Ừ, vậy là bây giờ cô có chấp nhận để tôi giúp không? Chấp nhận. Ừ, nếu mà chấp nhận thì bây giờ hãy chấp tay lên đi rồi niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, tôi giúp cho. Vậy rồi cả nhà ơi, ngày hôm nay khi mà Lê Chung quay trở lại cái ngôi chùa hoang này để tìm hiểu về cái luồng quán khí nó xuất hiện ra tại cái ngôi chùa này đó, thì như cả nhà mình có theo dõi video thì cả nhà mình cũng đã biết rất là rõ về cái câu chuyện vì sao mà cái vong linh này nó chứa đựng một cái nồi niềm oán hận lớn như vậy đó. Thì thông qua câu chuyện của vong linh này kể thì Lê Chung thiết nghĩ là sẽ không có ai mà có thể là đủ cái khả năng để không oán hận trong cái trường hợp này. Nhưng nói về cái oán hận mà nếu mà để sâu quá thì sẽ khiến cho cái vong linh của cô này càng ngày càng đọa sâu vào trong cái ngạ quỷ, thì khi đó sẽ rất khó đầu thai. Vì vậy thì Lê Chung cũng đã khuyên vong này cố gắng đi về chùa để tu hành, cố gắng buông bỏ tất cả mọi thứ để mà có thể là sớm ngày được đầu thai chính kiến. Thì cô gái này, vong linh của cô gái này cũng đã chấp nhận và Lê Chung cũng đã giúp xong. Thì thôi, đến đây thì Lê Chung cũng xin phép cái video lại tại đây nha cả nhà. Một lần nữa thì Lê Chung cũng xin được phép kính chào và kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an. Lê Chung xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.